Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Phương Hằng bồi thường 88 tỷ. Quý vị thân mến, bên cạnh việc đề nghị truy tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, kết luận điều tra còn ghi nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 người bị hại đối với bà Hằng. Cụ thể, về yêu cầu bồi thường của 10 bị hại, ông Võ Nguyễn Hoài Linh không có yêu cầu về vật chất mà yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm ông. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Viu Anh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình. Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Hằng và đồng phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Hiển không có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm ông. Bà Trần Thị Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh. Ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông. Bà Đinh Thị Lan không có yêu cầu bồi thường, bà Lê Thị Dầu và bà Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi do bài viết xúc phạm hai bà. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân đều do bà này đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở minh chứng. Theo kết luận điều tra, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, bị can Quân nhiều lần phát ngôn, bình luận cùng tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm, nghiêm trọng, danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Tiền bôi trơn hàng trăm chuyến bay giải cứu đã qua những đâu? Kính thưa quý vị, Bộ Công an xác định để thực hiện các chuyến bay giải cứu, hơn 100 doanh nghiệp đã chi tiền bôi trơn trên 170 tỷ đồng cho 21 cán bộ của 5 bộ, địa phương để được qua cửa. Tháng 3 năm 2022, khi tình hình COVID-19 phức tạp, Việt Nam tổ chức giải cứu 30 công dân đầu tiên từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, Chính phủ cho phép thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân hồi hương, người dân chỉ phải trả tiền vé máy bay, không mất chi phí cách ly. Nhưng cơ sở cách ly của quân đội ngày càng quá tải, Chính phủ chấp nhận phương án cùng lúc thực hiện chuyến bay giải cứu và chuyến bay combo, người dân tự nguyện trả phí toàn bộ gồm vé máy bay, tiền cách ly. Nhiệm vụ này được giao cho Tổ công tác 5 bộ, Ngoại giao, Y tế, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng. Với chuyến bay combo, còn có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay combo phải xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Khi được cấp tỉnh đồng ý tiếp nhận cách ly, doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp lấy ý kiến Tổ công tác 5 bộ. Có ý kiến của Tổ công tác Liên bộ, Bộ Ngoại giao trình lãnh đạo Chính phủ thông qua Văn phòng Chính phủ để phê duyệt chuyến bay. Doanh nghiệp nào qua các bước này sẽ được triển khai thực hiện. Từ đầu 2022 đến khoảng giữa năm 2021, nhà chức trách đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Riêng Bộ Ngoại giao đã đề xuất Chính phủ phê duyệt 772 chuyến bay đưa công dân về nước, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Việc tổ chức các chuyến bay cứu hộ này là chủ trương nhân đạo, sự quan tâm về bảo hộ công dân của Đảng, Nhà nước. Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, khi triển khai các chuyến bay có sự chồng chéo, không rõ ràng về thẩm quyền giữa các bộ ngành, một số cán bộ có thẩm quyền đã lợi dụng việc này để nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin cho. Điều này buộc doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay và các chi phí khác để có tiền bôi trơn đưa hối lộ. Cơ quan điều tra phát hiện doanh nghiệp bị làm khó bởi một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Giao thông vận tải, Y tế, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và các địa phương như Hà Nội, Quảng Nam. Nhà chức trách cũng phát hiện dấu hiệu nhận hối lộ xảy ra tại quân đội nên tách hành vi, chuyển hồ sơ để Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố là nơi đầu tiên doanh nghiệp phải xin chủ trương về cách ly y tế. Đây là yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ cấp phép chuyến bay. Thiếu giấy chấp thuận cho cách ly của địa phương, doanh nghiệp sẽ không thể hoàn tất hồ sơ. Cơ quan An ninh Điều tra đã phát hiện tiêu cực trong cấp giấy này tại Hà Nội và Quảng Nam.
Cụ thể, bị can Chử Xuân Dũng khi đương chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2021 đã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa người từ nước ngoài về cách ly. Với trọng trách này, ông Dũng đã 9 lần nhận 2 tỷ đồng để ký chấp thuận cho cách ly với 4 công ty. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quảng Nam Trần Văn Tân đã thay mặt lãnh đạo ký chấp thuận cho công dân trên chuyến bay giải cứu được cách ly trên địa bàn. Khi thực hiện nhiệm vụ, ông Tân bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng của 2 lãnh đạo công ty Bầu Trời Xanh, hiện là bị can trong vụ án. Bộ Ngoại giao được xem là cơ quan quan trọng nhất với nhiệm vụ tham mưu cấp phép chuyến bay. Kết quả, sau hơn 1 năm điều tra cho thấy, đây là đơn vị có nhiều cán bộ sai phạm nhất trong vụ án này, khi tới 13 người bị đề nghị truy tố về hành vi nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo buộc của Bộ Công an, một số cán bộ ở Bộ Ngoại giao đã tạo thành nhóm lợi ích, nhũng nhiễu doanh nghiệp để buộc chi tiền. Cục trưởng lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan chỉ chọn các doanh nghiệp do cấp trên chỉ định xuống, người quen nhờ hoặc đã chi tiền. Bà Lan còn hướng dẫn các doanh nghiệp mượn nhiều pháp nhân khác nhau để được cấp nhiều chuyến bay. Doanh nghiệp nào chưa bôi trơn sẽ bị gây khó dễ bằng nhiều cách. Cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài được giao tập hợp danh sách công dân có nhu cầu về nước và doanh nghiệp muốn thực hiện chuyến bay. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an chỉ ra tại Nhật Bản, Angola, đại sứ và tổng lãnh sự đã yêu cầu doanh nghiệp phải chia lợi nhuận hoặc chi tiền bồi dưỡng căn cứ số lượng công dân về trên các chuyến bay. Bộ Y tế được giao nhiệm vụ phê duyệt hoặc từ chối đề xuất của Bộ Ngoại giao về tần suất, số lượng chuyến bay phù hợp với tình hình dịch bệnh. Theo cáo buộc, lúc thẩm định, Phạm Trung Kiên, thư ký của một thứ trưởng, đã yêu cầu doanh nghiệp chi ít nhất 50 triệu đồng một chuyến bay combo hoặc 500 đến 2 triệu đồng một hành khách. Người còn lại Bộ Y tế đã bị đề nghị truy tố trong vụ án là ông Bùi Huy Hoàng, cựu chuyên viên Cục Y tế Dự phòng. Ông Hoàng bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi đã làm trung gian môi giới hối lộ. Tại Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan An ninh điều tra xác định vì động cơ vụ lợi, bị can Ngô Quang Tuấn khi đã là chuyên viên vụ hợp tác quốc tế đã nhận hối lộ để ưu ái doanh nghiệp. Bị can Vũ Hồng Quang, cựu phó phòng vận tải thuộc Cục Hàng không Việt Nam đã nhận hối lộ để đề xuất cấp phép chuyến bay vượt quá số lượng người được phê duyệt. Trong đại án này, cơ quan điều tra cáo buộc 21 người của 4 bộ và 2 địa phương đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng. Tất cả hiện bị đề nghị truy tố về các tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chuyến bay đưa công dân hồi hương, nhưng thực tế chỉ 20 doanh nghiệp thực sự triển khai, số còn lại là mượn pháp nhân hoặc đứng ra xin cấp giấy phép, sau đó bán quyền được tổ chức các chuyến bay cho doanh nghiệp khác thực hiện. Song song với việc xin cấp phép, doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng đặt cọc tiền thuê máy bay với hãng hàng không, ký hợp đồng thuê khách sạn. Nếu không xin được giấy phép, doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn về kinh tế, nên dùng nhiều cách để làm bằng được. Theo kết luận điều tra, để có chi phí bôi trơn, doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay, vẽ thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch. Kết luận điều tra không thể thể hiện thông tin về chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện chuyến bay. Tuy nhiên, cơ quan công an đã chỉ rõ nhóm bị can là công an tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu doanh nghiệp chi 50 đến 230 triệu đồng cho phần thủ tục qua tay họ với mỗi chuyến bay. Trong 54 người bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án, 21 người là chủ doanh nghiệp, đại diện cho nhóm 20 doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay với cách chung là lợi dụng quan hệ hoặc thông qua trung gian đưa hối lộ. Sau hơn 1 năm điều tra vụ án, ngày 3 tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố tổng cộng 54 người về 5 tội: đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bộ Công an cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong bối cảnh COVID-19 bùng phát. 54 bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi vì mục đích cá nhân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.